anh em vừa mới mua màn hình mới, anh em không biết rằng liệu rằng chiếc màn hình chúng ta có đang được setting đúng hay không, có đang đạt ở mức đúng hay không, hoặc là anh em đang cảm thấy như là màn hình chúng ta không đạt được đến cái mức mà chúng ta trả tiền cho. Vậy thì hôm nay mình sẽ cho anh em 10 tip để cải thiện chiếc màn hình của anh em và có thể cải thiện cả tầm nhìn lẫn cả cuộc sống anh em nữa đấy nhá. Tip đầu tiên đó chính là độ phân giải tỷ lệ màn hình và tần số quét. Trong một vài trường hợp khi mà anh em thay màn hình mới, chiếc máy tính chúng ta sẽ không thay đổi tỷ lệ màn hình, độ phân giải và tần số quét. Những setting đó thì rất là dễ dàng, có thể chỉnh trong gọi là cái phần option. Ví dụ như chiếc HKC MB34A4Q đây, chúng ta sẽ có độ phân giải 3440 nhân với cả 1440, tỷ lệ 21:9, tần số quét 144 hẹt lận. Thế nhưng mà nếu mà anh em muốn tùy chỉnh những setting này thì đầu tiên chúng ta cần phải bấm vào desktop, chuột phải kéo xuống phần display resolution và chọn cái mức độ phân giải của anh em cần nhé. Còn với tần số quét thì chúng ta có thể rất là dễ dàng kéo xuống một chút nữa vào phần chữ nhỏ tên là advanced display setting, rồi tùy chọn cái mức refresh rate mà anh em có, tức là tần số quét đấy. Nếu mà anh em không đạt được 144 Hz ấy thì đến là lúc để đổi dây rồi đấy. Bởi vì với những cổng HDMI tại những chiếc màn hình cũng có mức giá thấp như này, nó sẽ không đạt được độ phân giải cao với cả tần số quét cao đâu. Thế nên là anh em phải sử dụng DisplayPort cộng với cả dây loại xịn xịn một chút nhá. Với một số tựa game thì nó cũng sẽ không tự động chỉnh tần số quét, tỷ lệ màn hình cũng như độ phân giải màn hình. Thế nên hãy vào trong mức setting của nó, chỉnh về độ phân giải là 3440 nhân với cả 1440, tỷ lệ 21:9 và tần số quét là 144 Hz anh em nhé. Tip số 2 đó chính là vị trí màn hình. Khi mà anh em sử dụng màn hình thì anh em cần phải đặt vị trí màn hình ở một chỗ vừa phải và hợp lý thì mới có thể đạt được một cái trải nghiệm sử dụng tuyệt vời nhất. Theo như các chuyên gia thì vị trí màn hình tốt nhất là cách anh em khoảng một cánh tay của anh em này và tầm mắt anh em đạt đúng cái mép trên cùng của màn hình để có thể nhìn được chuẩn nhất. Đồng thời, cái vị trí màn hình cũng cực kỳ là quan trọng khi mà nói tới những chiếc màn hình tỷ lệ rộng như này và của màn hình cong như này. Bởi vì với những chiếc màn hình như này, cái vị trí tối ưu nhất để nhìn đó chính là nằm ở giữa. Vậy nên anh em cần phải để ở giữa nhá. Rất may mắn làm sao chiếc màn hình 2KC đây có giúp anh em có thể nâng lên, hạ xuống được để cho anh em không cần phải đi mua arm hay bất gì gì cả để có thể kéo cái màn hình lên vừa tầm nhìn của anh em nhé. Còn nếu anh em có những cái nhu cầu gọi là trai hát hơn một chút thì mình cũng không khuyến cáo đâu. Ví dụ như là ngồi xem màn hình ở ngay sát xịt 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 này thì cái đấy thì mình không khuyến cáo anh em nhé. Chỉ dùng trong thời gian ngắn thôi, trong lúc chơi game ngắn ngắn thôi. Còn lúc nào mà anh em muốn sử dụng nó một cách cơ bản thì hãy cố gắng cho nó cách mình một cánh tay và tầm mắt mình ở trên viền trên cùng của màn hình nhé. Tip thứ ba đó chính là độ sáng màn hình. Nhiều anh em nghĩ rằng càng sáng là càng tốt, càng sáng là càng sướng, sáng là thần. Nhưng mà không phải đâu anh em nhé. Theo như nhiều bài nghiên cứu thì độ sáng khoảng tầm 200-250 nits là đủ sáng và khiến cho mắt của chúng ta có thể nhìn màn hình trong một khoảng thời gian dài mà không hề bị mỏi hay là đau mắt gì cả. Và rất may mắn làm sao chiếc HKC MB32A4Q đây khi mà để maximum về độ sáng ấy thì cũng chỉ rơi vào khoảng tầm từ 200 nits tới cao hơn một chút chút thôi, không quá là cao đâu. Thế nên là anh em có thể đảm bảo cho mình là chạy max ping cái brightness này nhá. Tip thứ tư là những setting về contrast cộng gamma. Thì contrast tức là cái độ tương phản giữa sáng và tối anh em nhá. Tức là nếu mà contrast càng cao thì cái mảnh tự sự khoảng cách giữa sáng và tối càng lớn. Còn gamma thì là setting tức là độ tương quan giữa sáng giữa trắng và đen, tức là cái đường mà đường sáng ở giữa anh em ạ. Thế thì với contrast, mix setting mà mình recommend anh em là khoảng từ 70-80%. Cái mức đó sẽ giúp cho tỷ lệ gọi là tương phản giữa sáng và tối cực kỳ là tốt mà không hề bị ảnh hưởng tới tầm nhìn của anh em. Ví dụ như những cái mảng tối bị tối quá hoặc những mảng sáng bị sáng quá khiến cho anh em ví dụ như là đọc text, xem phim hay chơi game bị khó chịu một chút. Với chiếc màn hình này thì có thể chỉnh contrast thông qua phần display, bấm vào contrast là anh có thể kéo từ 0 tới 100 rồi, thoải mái. Còn với gamma thì thực sự gamma cũng là một thứ khá là khó hiểu, nhưng tỷ lệ tốt nhất, tức là cái con số tốt nhất cho gamma ấy là ở gamma 2.2 anh em nhé. Còn ở trên chiếc màn hình này chúng ta có thể bấm vào Other, Gamma và Gamma 1 và Gamma 2. Thì trong đây Gamma 2 gần nhất với cả 2.2. Khi đó thì mình cảm thấy rằng nó nhìn một cách đẹp đẽ nhất và cái độ, tức là độ tương phản, những cái màu xám, những màu sắc cảm thấy tuyệt vời nhất ở Gamma 2 này. Anh có thể nhìn thấy đấy, sự khác biệt giữa Gamma 1 và Gamma 2 nhá. Tip thứ 5 đó chính là White Point, điểm trắng đấy. Cái điểm trắng này ấy, thì nó nhiều anh em chưa biết đâu, đây là cái điểm trắng của màn hình được tính bằng độ K anh em nhá, tức là nhiệt độ màu ấy. 1000
tức là nó màu vàng vàng, nó ấm ấm. Còn 9000 thì nó là cực kỳ là lạnh, cực kỳ là lạnh luôn. Với ánh sáng ban ngày và những cái đèn studio như chúng mình đang dùng này thì sẽ ở là 5600K. Còn với màn hình ý, thì các chuyên gia khuyên rằng anh em để có một cái trải nghiệm đẹp nhất mà sáng sủa nhất đó, thì sẽ là khoảng tầm 6500K anh em nhá. Để đạt được mức này thì anh em có thể vào trong Color Theme User rồi bấm tăng Red lên 11 để green lại, còn blue thì giảm xuống 49 hoặc 48 tùy vào anh em nhé. Lúc đó thì mình sẽ đạt được khi mà độ phân giải và tần số quét cộng với cả độ sáng 100% là cái màu của đó, cái white point ấy, đạt đúng 6500K, hợp lý cho tất cả anh em luôn. Tiếp thứ 6 cho anh em đó chính là color profile. Cái color profile ấy, thì mình nghĩ rằng với tất cả những chiếc màn hình thì anh em không nên đụng vào. Ví dụ như chiếc HKC MB34 A4Q đây sẽ có tổng cộng là 5 profile màu khác nhau, cũng khá là khác biệt đấy. Mỗi profile màu có những cái sự chuẩn khác nhau này, có những profile màu nhảy phát luôn là được gọi là 6500K luôn, hay là có những profile nhảy phát luôn là màu nó đẹp và tỷ lệ phủ nó cao hơn. Nhưng mình cảm thấy rằng khi mà anh em lựa chọn các profile màu ấy, nó sẽ lốc các setting khác của anh em vào. Ví dụ như là mình sẽ không được chỉnh contrast nữa này, mình không được chỉnh brightness nữa này, mình không được chỉnh độ màu này, color màu, color theme các kiểu nữa. Và nó cũng tức là nếu mà anh em dùng standard thì anh em sẽ có thể có setting, có mở hết tất cả lựa chọn để chọn bất kỳ các setting nào mà anh em muốn. Thế nên là nếu mà anh em có color profile nhá, thì mình khuyên rằng anh em chọn ở cơ bản thôi, những setting cơ bản nhất user hoặc là standard thôi, chứ đừng nên chỉnh sang kiểu FPS hay là RTS hay bất kỳ thứ gì cả anh em nhá. Chip thứ 7 đó chính là đèn nền màn hình. Tại sao lại nói về đèn nền màn hình anh em nhỉ? Thì cái lý do tại sao mà đa số anh em bị cận ấy, nó không phải là do anh em nhìn quá gần với cả màn hình đâu, mà đơn giản là tại vì anh em nhìn màn hình nhiều quá, lâu quá, sáng quá, trong thời gian dài quá, mà lại ở trong một môi trường tối nữa. Đấy, thế nên là để làm dịu con mắt hơn thì anh em nên có đèn nền xung quanh. Ví dụ như là bật một cái đèn trong phòng lên này, để một cái đèn bóng đằng sau này, hay là để những cái đèn RGB như kiểu của chúng mình này. Còn với chiếc màn hình HKC MB34 A4Q này thì nó đã có kèm sẵn đó chính ambient light rồi. Nó là một cái vòng tròn RGB đằng sau ấy. Anh có thể chỉnh rất là dễ dàng thông qua cái phần other ambient light và có thể chọn màu thoải mái anh em muốn nhá. Và cái màu mà mình cảm thấy là tốt nhất ấy, hợp lý nhất ấy là màu đỏ anh em nhá. Nếu mà được hơn thì là màu xanh, nhưng mà ở đây lại không có màu xanh lá cây rồi, chỉ có màu đỏ hoặc là màu xanh nước biển thôi. Thì mình khuyên rằng anh em chọn màu đỏ. Nó sẽ là một cái màu nó dịu mắt hơn so với cả màu xanh nước biển. Đấy. Thế thì đấy là cách để có thể làm cho anh em đỡ bị hại mắt hơn này, dùng màn hình trong thời gian dài mà không hề bị đau mắt nhá. Tip thứ 8 đó chính là cách để chơi game nét nhất. Thì nhiều hãng họ quảng cáo là ví dụ như là màn của họ có độ phản hồi 1ms, có hình ảnh cực kỳ là sắc nét, vân 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 vân. Nhưng những thứ đấy sẽ không bao giờ xảy ra nếu anh em không bật overdrive lên. Thì overdrive là cách để ép zoom màn hình lên để khiến cho các pixel đổi nhanh hơn, đổi màu nhanh hơn, từ pixel này đổi sang màu này sang màu khác. Nếu mà anh em bật lên như thế thì sẽ giúp màn hình của anh em có độ phản hồi nhanh hơn, có delay thấp hơn và giúp đạt những con số 1ms kỳ diệu như thế. Đấy cũng một phần để giúp anh em tránh bị ghosting nữa. Nhưng nếu anh em để overdrive quá cao, ví dụ như chiếc màn hình là extreme, thì sẽ bị một vấn đề đó chính là inverse ghosting, tức là sẽ là những cái bóng mở ngược vậy. Đó, thế nên là anh em cần phải lựa chọn một cách hợp lý nhá. Nếu mà mình ấy, thì mình sẽ chọn mức setting ở giữa, overdrive ở giữa thôi, không cần phải quá cao đâu, chỉ cần như vậy là quá hợp lý rồi, để giúp anh em có thể có lợi thế hơn về độ delay màn hình, có lợi thế hơn về những khi mà chơi game như là bắn súng Valorant, CS:GO chẳng hạn. Tip gần cuối đó chính là adaptive sync. Khi mà anh em chơi game, đặc biệt là khi mà thấp hơn với cả tần số quét của màn hình ấy, thì nó sẽ bị hiện trạng là xé hình. Tức là khi đấy cái FPS và cái tần số quét màn hình không sync được với nhau và sẽ hiện trạng như là kiểu như là FPS đi trước, xong rồi cái khung hình này chưa đến thì khung hình đã xuất hiện rồi, hay là khung hình này chưa render xong, cái khung hình kia chưa render xong mà vẫn phải giữ lại, khiến cho bị một hiện trạng là xé hình, nó sạch như này. Thế, và để tránh được các tình trạng đấy thì các hãng màn hình cũng như các hãng cạc nó sẽ có một cái tính năng đó chính là Adaptive Sync. Ở bên Nvidia thì nó là G-Sync, còn ở bên AMD sẽ là FreeSync. Thì trên chiếc màn hình này đây được trang bị FreeSync Premium. Anh em, cái này mình khuyên rằng anh em bật lên nhá, để khi mà anh em chơi game với tần số quét thấp hơn cả 144 ấy, thì đảm bảo rằng FPS sẽ cả sync với cả màn hình. Đừng dùng V-Sync nhá, V-Sync là bắt FPS ngang hàng với cả tần số quét. Còn đây là Adaptive Sync giúp cho tần số quét của màn hình nó ngang hàng với cả FPS. Điều này thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, không bị delay mà cũng không hề bị xé hình. Đấy, và chiếc màn hình đây mình đã nói rồi đấy, anh có thể vào phần Game FreeSync Premium và bấm bật lên
là anh em có thể truy cập được rồi. Tiếp theo nữa, anh em sẽ bấm vào chuột phải này, ví dụ như là với Nvidia đúng không, hãy bấm vào Nvidia Control Panel, hãy kéo xuống phần đó chính là Setup G-Sync ý, rồi bấm Apply hết tất cả mọi thứ, rồi cho vào luôn. Thế là anh em đã active được rồi. Còn tip cuối cùng đó chính là HDR. Thực sự thì mình nói Windows 10 bây giờ, hay kể cả Windows 11 đi, HDR của nó vẫn chưa tốt lắm, hay là những cái apply, những cái hiệu ứng HDR ở trên những cái màn hình này cũng chưa được cháy cho lắm. Thường thường ấy, bật lên nó sẽ bị kiểu tối màn đi hoặc là nó bị delay cao hơn. Thế nên là dù gì chăng nữa, dù có HDR hay chăng nữa, mình vẫn khuyên rằng anh em không nên bật nhá. Bởi vì là nó sẽ không đem lại được cái lợi thế gì, mà nhiều khi còn đem lại bất lợi thế cho anh em cơ. Thế nên là đừng nên bật nhá. Rồi, và đó là 10 tip của mình dành cho anh em nào mới mua màn hình hoặc là muốn gọi là nâng cao trải nghiệm của màn hình lên 100% nha. Nhiều khi là 100%, 200% rồi đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video này. Và sắp tới đây sẽ có rất nhiều video khác liên quan tới những tip, những trick hay là những cái bộ máy để giúp anh em có một bộ máy chuẩn chỉnh nhất anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em tại video sau.